Mạnh Thắng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Sau một tuần thì chúng ta sẽ lại có thời gian để cùng trò chuyện với nhau, cùng gặp gỡ với những vị khách mời trong chương trình Ai đến hôm nay. Vậy thì hôm nay ai đến? Anh không cần nói, em cũng đã làm trước rồi. Giám đốc Thành Nam đã gặp được anh Mạnh, tuy nhiên chưa đạt được thỏa thuận. Anh có muốn em set up cho một buổi gặp riêng không? Được. Nhưng chỉ có em, anh và anh Mạnh thôi. À, thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh giới thiệu về vị khách mời sẽ đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay và cùng chào đón đến với chương trình diễn viên xinh đẹp Huyền Trang. Em xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Trộm vía đấy, xinh hơn trong hình. Anh thì chưa bao giờ có cơ hội gặp em ngoài đời, nhưng mà khi mà sẽ theo dõi những hình ảnh ở trên sóng truyền hình thì anh thấy là rõ ràng là ở ngoài nhuận sắc hơn rất nhiều. Có lẽ là cái sự xuất hiện quay trở lại của em lần này là cũng khá lâu rồi nhỉ, sau 7 năm trong bộ phim Hành Trình Công Lý. Không biết là quay trở lại với điện ảnh lần này là do cái sự tình cờ hay sự chủ động? Thực ra thì em nghĩ đấy là một cái cơ hội và may mắn. Cái vai Hà trong phim Hành Trình Công Lý của em thì đã phải cast rất là nhiều người, trong đó cũng có em. Và em cũng đã đến để casting. Thì cái vai đó thì em nghe thấy đội bên tổ chức sản xuất ấy thì cũng nói là cái vai này rất là khó, nên là chọn cái diễn viên khó lắm. Từ hồi đấy đến giờ vẫn chưa chọn được ai, và cũng phải tranh luận, tranh cãi nhau rất là nhiều để lựa chọn diễn viên nữa. Nên em cũng rất là may mắn khi mà em được chọn cái vai đó. Đầu em cũng nghĩ là anh đạo diễn cũng có nói là có cảnh nóng đó. Thì em bảo là cảnh nóng có mạnh không ạ? Mạnh không ạ? Mức độ nào? Anh bảo là không, khi truyền hình mà thì cảnh nóng ấy cũng sẽ nhẹ thôi. Thì sau này cũng bất ngờ một chút. Là bởi vì là nó mạnh hơn mình nghĩ. Vậy thì bây giờ quay trở lại với 7 năm qua đi. 7 năm qua em đã làm những gì? Em ở đâu? 7 năm qua thì em cũng làm những cái công việc mà kinh doanh riêng của em. Thì em cũng có mở một chuỗi các quán cà phê. Quay trở lại với một cảnh nóng rất là táo bạo luôn, thực sự là như vậy. Sau khi mà mình tham gia cái cảnh này xong ấy, em có nghĩ là cái sức ảnh hưởng của cái cảnh phim đấy nó lại lớn đến như vậy không? Thực ra thì đấy cũng là một cái bất ngờ với em đấy ạ. Ngay đầu tiên thì em cũng nghĩ là chắc là cảnh nóng cũng sẽ bị cắt hết thôi. Vì phim truyền hình mà. Rồi. Thì sẽ không thể nào mà cho lên nhiều như thế được đâu. Tại vì anh đạo diễn bảo là cứ làm thật mạnh, thật táo bạo đi, tại vì cái phim này nó cần như thế. Nhưng mà em nghĩ thì chắc là lên truyền hình cũng sẽ làm nhẹ hơn rất là nhiều. Đến cái ngày mà chiếu tập đầu tiên thì em cũng hồi hộp ngồi chờ để xem mà cảnh nóng nó có được cắt không. Thì em thấy là bất ngờ và hơi sốc một tí là tất cả các cảnh nóng đều cho lên hết. Không có bỏ một cảnh nào hết. Không biết là khi mà xem những cái cảnh ấy thì những cái phản ứng đầu tiên từ những người thân trong gia đình là như nào của em? Bố mẹ em không nói gì luôn. Đứng hình mất 3 giây à? Không nói gì luôn. Bình thường ấy là mẹ em là cũng là một cái khán giả rất là khó tính của em. Là sau một cái tập phim nào đấy là sẽ nói là hôm nay con diễn như thế này rồi thế này. Nhưng mà cái phim đó xem tập đầu tiên xong mẹ em không nói gì ạ. Mẹ em không nói gì ạ. Không nói gì. Vâng. Không nói được gì chứ không phải không nói gì đúng không? Không biết nói gì nữa. Em có sợ là sau 7 năm chúng ta quay lại với màn ảnh nhỏ với một cái cảnh nóng như vậy thì khán giả sẽ đóng đinh trong suy nghĩ của họ là sau này những cái vai diễn của em thường sẽ là những vai lẳng lơ hoặc là những vai tiểu tam không? Có sợ bị như vậy không? Ngày mà em mới bước vào trong cái sự nghiệp diễn xuất ấy, thì là hầu như em đều là đóng vai phản diện hết. Và chỉ có một phim duy nhất là phim Đường Lên Điện Biên là em được đóng vai chính diện thôi. Những cái vai phản diện của em đều là những vai ác và mưu mô, nhưng sau đó trở về rất là tốt. Hầu như đều là như vậy. Em thực ra em cũng đã quen dần với cả cái vai phản diện rồi, và em cũng thích vai phản diện hơn. Nhiều khi thì mình cũng mơ ước là mình sẽ được đóng một cái vai chính diện và được một cái tình yêu trọn vẹn. Tại vì trong phim của em là em chưa có một cái vai nào được tình yêu trọn vẹn cả. Có yêu chắc mấy yêu thì cũng chết rồi, cũng sẽ ra đi rồi, một vấn đề gì đấy không thể nào trọn vẹn được. Thì em cũng có một ước mơ là sẽ có một cái tình yêu trọn vẹn trong phim. Rồi đấy, vâng. Chúng tôi hy vọng là cái lời này của Huyền Trang thì sẽ đến được với các đạo diễn. Bạn chỉ mong muốn cháy bỏng là có một cái tình yêu trọn vẹn trong phim thôi. Chứ mấy phim vừa rồi là tình yêu chắc trở quá. Rồi bây giờ thì bên cạnh những cái câu hỏi dành cho Huyền Trang thì chúng ta bao giờ cũng sẽ có những cái phần thử thách nho nhỏ. Chương trình có đem đến cho em một thử thách. Đó là em sẽ phải nhìn vào tên của những cái chữ cái đầu tiên và em sẽ phải đọc tên ra diễn viên đó là ai. Bắt đầu nhá. Ai đây? Doãn Quốc Đam. Doãn Quốc Đam, chính xác. Rồi.
Hà Việt Dũng. Hà Việt Dũng, ok, hoàn toàn chính xác. Tiếp theo. Ai nhỉ? Không có gợi ý gì ạ? Không, chương trình này khó lắm, biên tập này khủ phàm lắm. 5, 4. Phạm Tiến Lộc. Phạm Tiến Lộc, ok, chính xác. Rồi, cái này hơi khó đây. Nguyễn Thị Nhã Phương. Ok, ủa, anh không nghĩ là em đọc ra được tên diễn viên này không, luôn. Không, tại vì tên diễn viên rất là đặc biệt. Ok. Tiến Thành. Và đây là có lẽ là một cái gương mặt rất là quen thuộc với những người yêu điện ảnh, là đạo diễn và diễn viên của bộ phim Bố Già. Ít ai biết được là diễn viên MC Trấn Thành của chúng ta là Huỳnh Trấn Thành. Vâng. HTT. NTQ. NTQ. Nguyễn Thu Quỳnh. Ok, chính xác, Nguyễn Chị Thu Quỳnh. Cùng nhà hát với em anh ạ. Rồi, đây là một nữ diễn viên. Thu Trang, Lương Thu Trang. Lương Thu Trang, rồi, đáp án chính xác. Nguyễn Hồng Diễm. Nguyễn Hồng Diễm, rồi. Như vậy là chúc mừng em đã vượt qua phần lớn thử thách của chương trình. Nhưng có một tên sai, đó là Huỳnh Trấn Thành. Tất nhiên là khi mà mọi người gọi là Trấn Thành, nó ngắn gọn, nó quen rồi, chứ ít ai, thực sự là ít người biết là họ Huỳnh lắm. Khó nhở, em còn chưa nghe bao giờ ấy. Thế bây giờ em nghe xong rồi bị phạt. Sai một câu mà cũng bị ạ. Ôi ôi, chương trình này nó khắc nghiệt lắm em. Nhiều khi không sai và anh phải bóp cho bằng sai thì thôi. Nào, ở đây có 3 hình phạt: chanh, bánh, kẹo. Ăn cái gì tùy em chọn. À, ăn gì ạ? Ăn gì ạ? Thế em ăn bánh đi ạ. Ok, rồi, nào xin mời em. Sao phạt đáng yêu thế ạ? Thực ra là bên trong, bên ngoài thì cứ nghĩ là nó khốc liệt lắm, nhưng bên trong nó ngọt ngào. Thế ạ? Trong sự ngọt ngào đôi khi nó có sự đắng cay. Đố em đoán ra vị trong cái bánh đấy là gì? Sao lại mặn mặn nhỉ? Cho muối vào ạ? Không. Bột canh à? Không. Chọn cái gì ạ? Tương ớt. Khi mà đã quay trở lại với con đường diễn xuất rồi thì mình có lấy đây là một bước đệm để mình tiếp tục đi xa hơn không? Hay là nó sẽ lại là tiếp tục chờ đợi những cái cơ hội tiếp theo, hoặc là mình sẽ quay trở lại với công việc mình vẫn đang làm? Em cũng hy vọng thì đây cũng sẽ là cái bước tạo ấn tượng đầu tiên của em, để sau đó thì em có thể quay trở lại được phim truyền hình. Tại vì khi mà em nghỉ 7 năm thì khi mà em quay lại thì không còn ai nhớ đến em nữa. Mọi người đều nói là cái cô này là diễn viên này, nhưng mà không nhớ là đóng phim gì nữa vì đã lâu quá rồi. Nếu bây giờ có một cái vai diễn nhá, mà em cảm thấy thực sự thích, ngoài cái vai phản diện mà em vẫn đóng ấy, thì em nghĩ là em sẽ phù hợp với một vai diễn như thế nào? Bây giờ em đóng nhiều phản diện quá mà em nghe chửi cũng nhiều quá rồi. Nên là em mong muốn là có một cái vai mà được quý. Được quý. Được hả? Yêu quý. Rồi, ok rồi. Không bị chửi nữa. Rồi, bây giờ thì chia tay với các câu hỏi. Chúng ta sẽ lại đến một cái thử thách tiếp theo. Trên tay anh thì đang có một bộ bài. Mời em tự cháo và tự chọn 3 lá bài. Đọc to cái yêu cầu của lá bài nào. Bạn đã từng làm chuyện ấy ở những đâu? Ok. Còn đâu quay ngược lại, em có thể chọn một trong hai. Ôm một người mà bạn chọn trong một phút. Ở đây thì chỉ không có ai ngoài anh cả. Hoặc là có thể là anh sẽ gọi các anh quay phim hoặc các biên tập ở đây vào cho em ôm một phút. Bây giờ thì em có thể lựa chọn trả lời hoặc hành động. Em hành động. Hành động, ok. Rồi, ở đây thì chúng ta có tất cả là... giới thiệu với quý vị là nếu mà quý vị theo dõi truyền hình thì có thể thấy là ở đây chúng tôi có tất cả là 3 góc máy quay, một góc máy cận MC, một góc máy cận khách mời và một góc máy toàn ở đây. Thì bây giờ anh sẽ cho em chọn. Chúng ta đang có ở đây có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, tính cả biên tập nữa là 5. 5 người, em muốn chọn ông ai? Em chọn biên tập ạ. Biên tập. Ok, rồi chúng tôi xin mời biên tập của chương trình đi vào đây ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã thấy một cái lời từ chối rất là phũ phàng của biên tập của chương trình. Anh ơi, lần đầu tiên mà em bị từ chối phũ phàng như thế. À thế à? Chị phũ phàng với cả thế giới, không chỉ với mình em đâu. Vâng, thôi bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác thì em xin lựa chọn anh Mạnh Thắng. À ôi trời ơi, hay quá. Trong phim của anh Việt Anh ở đây, của anh Việt Thắng đây rồi nè. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thơm thật đấy. Cảm ơn biên tập đã mang đến cho mình cơ hội này. Thực ra thì mong muốn của mình nó còn cao hơn thế, nhưng mà với trong khuôn khổ chương trình có hạn nên chúng ta dừng ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lá bài tiếp theo. Đếm ngược từ 30 về 0 trong 30 giây, nếu vấp bị phạt. 3, 2, 1, bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, tuyệt vời. Ok, nhuận mồm đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá bài cuối cùng. Xin mời.
người yêu cũ của bạn là người như thế nào? Người yêu cũ của em là một người như thế nào? Thì cái vấn đề mà yêu đương thì nó cũng là cái vấn đề rất là riêng tư, riêng tư và nhạy cảm. Vâng. Nhưng mà đến với chương trình này chả có gì là riêng tư hết. Thì thực ra thì người yêu cũ của em thì cũng là một người mà dạy cho em rất nhiều thứ. Em phải yêu là một cái người nào mà phải khiến cho em nể cơ. Thì phải người ta phải giỏi hơn em và phải để khiến cho em nể thì em mới thích, thì em mới rung động. Thì cái người yêu cũ của em thì em thấy là người ta dạy cho em rất nhiều, mà để cho mình thông minh ra là cũng rất là nhiều. Tức là một người mang đến cho mình rất nhiều bài học. Vâng, và rất nhiều cung bậc cảm xúc nữa. Ok, rồi rất là cảm ơn em. Cảm ơn Huyền Trang đã trả lời một cách rất là thẳng thắn câu hỏi. Thường là ít người sẽ muốn trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa đến với một phần trong cuộc trò chuyện với diễn viên Huyền Trang trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Bây giờ hãy cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với chọn màu hashtag. Em sẽ được chọn 3 con số bất kỳ từ 0 đến 9. 1, 5, 9. Ok, 1, 5, 9. Con số 1 của em nó là một hashtag màu trắng, tức là tích cực nhá. Có từ khóa là free to be. Đây là một cái chiến dịch quảng cáo chống lại định kiến thời trang diễn ra tại Paris của Pháp. Ở đây thì một bộ phận người dân sẽ lên tiếng chỉ trích, khinh bỉ và châm biếm những người ra đường với những bộ trang phục không đẳng cấp, không thời thượng, thậm chí có lời lẽ chê bai thậm tệ. Chính vì vậy, cái thương hiệu thời trang là Zalando đã triển khai một cái chiến dịch có tên gọi là Free to Be, nhằm giúp những người đang tự ti và bị coi thường với cách mặc có thêm sức mạnh để đập tan những định kiến đó. Là một diễn viên thì anh nghĩ rằng chắc là em cũng là một người chú ý nhiều đến cái style ăn mặc của mình, cái đồ của mình khi mà mặc ra đường. Hãy nói một chút cái quan điểm cá nhân của em về cái này. Quan điểm cá nhân của em thì em luôn luôn là phải thật đẹp ra ngoài đường. Nhưng mà thực ra em không nghĩ đấy là cái mà mình có thể để nhìn nhận về một con người hay là cái con người bên trong của người ta được. Thì em nghĩ là mình không thể nào nhìn cái vẻ ngoài của người ta mà đánh giá cái con người người ta được. Đấy là một cái sự sai lầm rồi. Và một chút về đồ hiệu và đồ bình dân đi. Thì em thấy là khi mà mình có đủ khả năng mình mua hay là mình chi tiêu được vào những cái thứ mà đồ xa xỉ ấy, thì em nghĩ là đó cũng là một sở thích của phụ nữ. Nếu mà họ không mua được những cái món đồ mà đắt hoặc là những món đồ mà họ thích ấy, thì họ sẽ rất là khó chịu và lúc nào cũng sẽ mà ước ao mong muốn. Nên là khi mà nếu mà có đủ khả năng thì em nghĩ là mình sẽ tùy vào khả năng và kinh tế tài chính của mình thôi. Đừng có cố hay là đừng có vì bất cứ một ai mà mình lại phải mua cái món đồ đấy cả. Hãy vì mình thôi. Ok, rồi. Bây giờ sẽ là hashtag thứ hai là con số 5. Và hashtag ở số 5 của em là hashtag màu đen có tên gọi là Halloween. Khi mà nhắc đến cụm từ này thì có lẽ là mọi người đều biết đến là trong thời gian gần đây Halloween là một cái lễ hội được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm trên toàn thế giới. Trong thời gian vừa rồi thì tại Hàn Quốc một cái sự việc có lẽ là gây chấn động với thế giới khi mà có hơn 100 người bị tử vong sau một cái vụ dẫm đạp tại Itaewon của Hàn Quốc. Theo cá nhân của Trang nhé, trong những cái lễ hội như vậy thì việc chúng ta sẽ lựa chọn là gì để giảm thiểu cái nguy cơ có thể xảy ra với mình? Không tham gia hay tham gia và có những cái kỹ năng để chúng ta có thể là thoát hiểm trong những trường hợp như vậy? Em thấy cái lễ hội hóa trang của ở Hàn Quốc này thì đợt vừa rồi cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Và cũng có rất là nhiều bạn trẻ mà hầu như đều ở độ tuổi 20. Ngày xưa thì trước đây em cũng đã có từng tham gia một cái chương trình cũng đông người như vậy. Có nghĩa là chân em còn không chạm được vào đất nữa, mà người em bị ép lên là chỉ có người ở trên thôi, còn chân không chạm được vào đất nữa. Rồi lúc đó em cũng bị khó thở và ngộp thở. Nhưng mà may là em cũng đi cùng với cả các bạn nữa. Thế là các bạn cứ đẩy mọi người ra để cho mà thở ấy. Thì em cũng sợ và từ đó là em không bao giờ dám đi các cái chương trình mà đông người và quá lớn như thế nữa. Theo em ấy thì nếu mà mình mà đã tham gia những cái chương trình đông như vậy, em nghĩ là mình phải để ý rất là nhiều thứ. Mình phải chuẩn bị cho mình những cái lối thoát để mà mình có thể mà bảo vệ được bản thân nữa. Tức là mình trước khi tham gia là mình phải để ý xem là khu vực đó có những cái lối thoát hiểm như thế nào, đúng không? Vâng, đúng rồi, vâng. Em nghĩ là những cái chương trình lớn như vậy thì nên là sẽ có một cái tổ chức sản xuất nào đó chịu trách nhiệm. Để tổ chức ra một cái chương trình lớn như vậy thì phải có trách nhiệm và phải có bảo hiểm để an toàn cho những người tham gia nữa. Và bây giờ thì hashtag cuối cùng của Huyền Trang sẽ là con số 9, đúng không?
Số 9 của chúng ta là một hashtag màu cam, tức là nó còn đang có những ý kiến trái chiều nhau về nội dung này. Từ khóa là cơm trắng. Gần đây thì mạng xã hội dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh phát ngôn của một TikToker, đó là cơm có gì đâu mà ngon, ăn cơm trắng thật sự không tốt. Quan điểm của cô gái này thì gặp rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Bên cạnh những cái người ý kiến đồng tình thì nhiều cư dân mạng lại phản đối, họ cho rằng việc ăn cơm chính là cái việc có cung cấp năng lượng cho não bộ, đặc biệt là không nên chê món cơm, một món ăn truyền thống gắn liền với chúng ta từ xa xưa rồi. Với Huyền Trang thì sao? Cơm em cũng ăn, ngày một ngày em ăn, nhưng mà em chỉ ăn cơm một bữa thôi. Còn hầu như là bữa tối thì là em sẽ không ăn tinh bột. Nhưng mà em thì em cũng có tìm hiểu qua thì là mình cần phải ăn tinh bột trong một ngày, là mình phải có một lượng tinh bột. Khi mà mình ăn cái lượng tinh bột đó thì nó sẽ sinh ra lượng đường để nuôi cái bộ não của mình nữa. Nên là mình phải cần phải có, không thể thiếu được anh ạ. Đó thực sự là một cái thực phẩm mà có lẽ là gắn liền với chúng ta rồi. Nó không chỉ là quen theo kiểu thói quen đâu, nó như em nói cũng là một cái thức ăn tốt cho não bộ, đúng không? Ok, cảm ơn em. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chia tay với những con số, với những hashtag cùng với diễn viên Huyền Trang để cùng đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Khi mà khách mời đến với chương trình thì anh sẽ mời lựa chọn một trong ba chủ đề để chúng ta sẽ cùng trao đổi: sách, âm nhạc và điện ảnh. Em chọn một trong ba. Em chọn điện ảnh. Trong đầu em bây giờ xuất hiện một bộ phim, đó là tên bộ phim gì? Bố già. Bố già? Vâng. À, ok, hãy nói một chút về cảm nghĩ của em về bộ phim này. Em xem cái phim này vì mọi người review rất là hay. Em cũng thấy là mình cũng có những cái điểm ở trong, giống như người con ở trong phim đó. Là mình cũng, hồi mình mới lớn á, mình cũng cãi bố mẹ rất là nhiều. Và lúc nào mình cũng nghĩ là mình đúng, mình luôn luôn đúng, nhưng mà mình không thể hiểu sâu xa được là bố mẹ muốn tốt cho mình, có những cái tình thương mà nó không thể nói bằng lời được. Em cảm nhận được cái điều đó và em cứ ngồi khóc như mưa ở trong rạp. Có nghĩa là mình thấy là nó giống mình quá. Mình hồi mình mới lớn mình rất là vô tâm, sau này càng lớn thì mình trải nghiệm cuộc đời thì mình thấy là mình hiểu được cái tâm ý đấy, từng cái lời nói của bố mẹ mình hết. Rất là cảm ơn em. Hôm nay thì Huyền Trang đã mang đến cho Ai Đến Hôm Nay một câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về những suy nghĩ của em về những vấn đề xã hội. Bây giờ thì có lẽ là cũng là lúc mà anh em mình phải chia tay nhau rồi. Cảm ơn em vì cái ôm rất chặt. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng diễn viên Huyền Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.